xuất hiện vào đầu những năm 1960, quạt tai vôi đã trở thành một vật dụng thấm đẫm kỷ niệm của người Việt trong suốt thời bao cấp. Nhưng không phải ai cũng biết rõ về lai lịch của chiếc quạt huyền thoại này. Theo các diễn đàn đồ cũ quốc tế, quạt tai vôi được sản xuất tại một nhà máy ở Ukraine, Liên Xô cũ, có mã hiệu là VE1. Quạt tai vôi có cấu tạo rất đơn giản, với ba cánh bằng cao su, vỏ và đế được đúc bằng gang. Tên gọi quạt tai vôi là do người Việt đặt ra, dựa trên những cánh quạt có hình dạng như tai con voi. Dù không có lồng bảo vệ, nhưng quạt không gây ra nguy hiểm khi sử dụng vì cánh quạt được làm bằng chất liệu cao su mềm. Hai đặc điểm của quạt tai vôi khiến người dùng nhớ mãi, đó là quạt chạy khá ồn và nồi đồng cõi đá. Quạt rất nặng vì lớp vỏ kim loại này. Nhiều người dùng cho rằng quạt tai vôi đủ sức sống sót sau khi thả xuống đất từ tầng 2. Động cơ của quạt cũng bền bỉ, đúng chất Liên Xô. Có nhiều giai thoại được lưu truyền về những chiếc quạt còn cắm điện bị bỏ quên trong phòng hàng tháng. Khi chủ nhân về đến nhà, quạt vẫn chạy ro ro, như thể vừa mới được dùng. Vào thời bao cấp, quạt tai vôi đến với người Việt qua hai con đường, chủ yếu là xách tay từ Liên Xô hoặc phân phối từ nhà nước. Gia đình nào không có người công tác, học tập ở Liên Xô và cũng không được phân phối quạt, chỉ có thể tìm mua ở chợ đen. Đây là tài sản lớn ở vào giai đoạn bao cấp nên chiếc quạt Liên Xô này rất được coi trọng. Không chỉ dùng để quạt mát, chiếc quạt cục mịch này còn dùng là vật dụng chứng minh đẳng cấp của chủ nhà. Khi khách lên chơi, có quạt tai vôi thổi vù vù, gia chủ tha hồ hãnh diện. Thời kỳ những năm đầu của thập niên 90, khi cơ chế bao cấp bị xóa bỏ, hàng hóa đổ vào thị trường ngày càng nhiều, với sức mạnh cạnh tranh lớn cả về giá cả lẫn tính năng sử dụng. Vì vậy, cả quạt con cóc và quạt tai vôi đều bị lép vế và dần lùi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, cho tới ngày nay, quạt con cóc vẫn giữ được chỗ đứng dù rất khiêm tốn, trong khi đó quạt tai vôi hoàn toàn biến mất. Có thể thấy, quạt tai vôi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình một cách xuất sắc và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dùng. Không chỉ có vậy, quạt tai vôi luôn trở thành một trong những món đồ sưu tập được nhiều người quan tâm. Ngày nay, những chiếc quạt tai vôi còn đẹp và hoạt động tốt trở thành món đồ cổ quý hiếm được mua bán trao đổi với giá cao. Hiện tại, quạt tai vôi đã nghỉ hưu, nhưng điều đó không có nghĩa là chiếc quạt bé nhỏ này bị lãng quên. Vẫn còn nhiều gia đình giữ lại quạt tai vôi và xem đó là kỷ niệm đáng nhớ cho một thời kỳ nhiều biến chuyển của đất nước. Mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng du trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây, dù hồn lắng ngô say, lời yêu chót nồng đầy. Đón em thu mây bay, tiễn em xuân chưa phai, xót ngày vàng còn gì, đành đón rồi những lần chiều hè mưa. Chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ.
còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vô giờ xuân muộn về trên môi hồng. Trên môi hồng.